Sau đó thế xin chào rồi, các bác đam mê với bình bịp trên toàn quốc nhá. Hôm nay lại tham quan đến cơ sở sản xuất lục bình bịp nhà em. Thì như trước mắt các bác đây, đây là có những cái chưa hoàn thiện và có những cái đang vào hoàn thiện. Thì nói chung là đợt này vào rất chi là cấp tốc các bạn, để cho anh em mình đi đánh. Nói chung là đợt này thì các bác đặt lục rất chi nhiều các bác, nhìn số lượng nhà em làm rồi. Đấy, mọi lần nào thi thoảng em lại review lên cho các bác xem. Mỗi lần làm 3, 4, 5, 7 chục cái các bạn. Nên là các bác thoải mái đặt hàng, không sợ lo hết hàng. Hàng của em bao chất lượng, bao chuẩn cho các bác luôn. Như các bác nhìn thấy đây, đây là một cái đã tương đối là hoàn thiện rồi các bạn. Đã vào cầu tử rồi, vào lưới rồi, chờ buộc lưới thôi. Lưới toàn bộ nhà em là lưới đan, nhuộm màu xanh hết các bạn. Nhuộm màu xanh hay nhuộm màu gì thì màu gì các bác chỉ cần bảo em cái em sẽ nhuộm đúng theo yêu cầu của các bác. Thì cả các bạn muốn nhuộm màu cỏ khô em nhuộm được, nhưng mà nhuộm màu xanh này nói chung là nhìn nó ok. Phần và tất cả các phần cầu tử này, cầu tử thì làm bằng cáp quang như mọi lần em giới thiệu thì các bác biết rồi. Và phần lục thì 100% bằng inox, đây là chưa tẩy nha các bác nha, đây là chưa sơn chưa tẩy này. Đấy, vẫn còn nguyên bản. Nói chung là nhà em phải vào lưới hoàn thiện hết, xong bắt đầu là đi tẩy. Đấy, vào lưới như này xong đi tẩy xong bắt đầu buộc chết lưới, xong nhỏ keo các bạn. Nói chung là làm từng công đoạn một. Công đoạn hoàn thiện này là nó là công đoạn lâu nhất các bạn. Mà nhà em toàn bộ là chấm hàn hết nhá. Nó cực kỳ chắc chắn luôn, nên các bác yên tâm khi sử dụng sản phẩm nhà em, không sợ bong này, không sợ gãy tay cầm này. Nói chung tay cầm này các bác mua hàng nhà em các bác biết rồi. Riêng cái tay cầm này nhà em cải tiến rất nhiều so với tất cả các mọi người bán hàng khác. Là nhà em đã hàn 100% xin đảm bảo các bác là cực kỳ chắc, chỉ có méo cả lồng đi thì méo thôi chứ không bao giờ gãy tay được. Nhưng các bác yên tâm khi sử dụng sản phẩm nhà em nhá. Đấy, thì còn về cái phần lục thì cũng các bác cũng biết rồi, phần lục nhà em là lục toàn bộ là lục hai lớp các bác. Đây, nhấc xuống cho các bác xem. Đây là cái lục chưa hoàn thiện, đây là cái lớp lưới bên trong này các bác này. Đây nó có một lớp lưới cách với mặt trên này của nó là 4 phân các bạn. 4 phân rưỡi. Đấy, cách từ đây lên đến đây là 4 phân rưỡi. Nên là bổi khi mắc vào đây không thể mổ được qua vào mồi nha, nên các bác yên tâm nhé. Đấy, còn về phần lưới này của nó thì nói chung là làm lưới sợi nó nhỏ lắm các bạn. Sợi nó cực nhỏ, lưới này lưới chập các bạn. Lưới này lưới người ta hàn chập, sợi cực nhỏ luôn, nên là không sợ bị bí mồi đâu nha, nên các bác yên tâm nhá. Toàn bộ là hai lớp hết này, nên là các bác khi dùng sản phẩm nhà em thì các bác yên tâm đi. Lục hai lớp này thì không bao giờ sợ bể mồi. Còn con lục này là con lục đánh cây các bác nhá. Đánh cây cũng có thể, nếu mà mồi các bác lì, các bác không sợ bể, các bác có thể đánh đất được thoải mái, ok các bạn. Vẫn sập phát ăn ngay. Đấy, như video em đánh ấy, các bác xem nhiều video của em thì các bác biết rồi. Em đi đánh cả đất cả cây đều được hết. Nhưng mà lục này thì đánh cây thì nó sẽ hay hơn, mình sẽ không sợ bể mồi các bạn. Tại sao nói sợ bể mồi? Tại vì khi mồi đánh nhau bổi này, đánh nhau qua cái sườn này, có nghĩa là mồi với bổi vẫn đánh nhau được, vẫn cầm mỏ được vào nhau các bạn. Tại vì nan cách nan 1/8 các bạn, nên là vẫn đánh nhau được. Còn riêng cái lục đánh đất thì nan cách nan của nó 8 ly, mồi với cả bổi không thể cặp vào nhau được, nên các bác yên tâm. Kể cả là lồng đánh đất hay lồng đánh cây, các bác cần mẫu lồng nào liên hệ em, nhà em cung cấp đầy đủ này, lồng mẹt này, lục đánh này, nói chung là đầy đủ hết, phụ kiện săn bẫy. Đấy, em sẽ quay lại màn hình cho các bác xem. Đây, những cái hoàn thiện rồi đây, em sẽ quay cho các bác xem. Đấy, đây là lục đánh cuốc nha các bác nha. Lục đánh cuốc này, mẹt này, các bác nhìn này. Đây là toàn bộ là mẹt bịp hết và cả mẹt bịp sơn xanh hết. Mẹt bịp này của nhà em cũng toàn bộ làm bằng inox hết thôi. 100% bằng inox hết các bạn. Không có gì ngoài inox. Và là có cả phần mẹt sơn xanh và lục sơn xanh em đều có hết. Thì bác nào ví dụ cần hàng sơn thì các bác cứ bảo em, nó đều là inox nhau hết nhá các bác nhá. Các bác yên tâm, không phải bằng sắt đâu. Nếu mà bằng sắt cho các bác giả lại hoàn đền cho các bác gấp 5 lần luôn. Nhưng các bác yên tâm. Đây, thợ bắt đầu đang vào đây. Đang vào lục đây các bác này. Đấy. Nói chung là công đoạn vào hoàn thiện này cực kỳ là lâu. Đấy, nó lắt nhắt từng tí một các bạn.
chứ không phải nhanh đâu. Nói chung là làm được một cái lụp không phải đơn giản đâu. Đấy các bạn, bán cái lụp giá có hơn 1 triệu một tí thôi. Đấy, nói chung là làm một cái lụp này cũng mất mấy công cơ. Nên các bác mua thì các bác xem kỹ cái mặt hàng. Nhưng mặt hàng nhà em là mặt hàng lụp cao cấp nhé các bác nhé, chứ không phải hàng lụp kẽm, lụp sắt đâu các bạn. Lụp kẽm, lụp sắt thì nó rẻ hơn nhiều. Một cái lụp inox này có thể mua được với giá tiền thì có thể mua được 3-4 cái lụp kẽm các bạn. Đấy, cái lụp kẽm thì nó cực kỳ rẻ. Đấy, còn phần thành phần inox này thì em bảo hành cho các bác trọn đời luôn, không bao giờ hỏng, không rơi, không vỡ, không chuột cắn lưới thì cả đời không bao giờ hỏng. Chỉ có hỏng phần lưới thì hỏng thôi. Hỏng phần lưới thì các bác có thể, bác nào biết đan thì có thể tự đan được, không đan được thì các bác cứ liên hệ em sẽ hỗ trợ các bác. Đấy, còn chuẩn bị cũng đến mùa xẻ rồi các bạn, bắt đầu cũng cắt xào xẻ này các bác này. Đây là cắt cần keo nha các bác nhé. Đây thì hôm qua mua mấy trăm cây thì nó đang hết inox, thì đây mới được có 133 cây thôi các bạn. Nói chung là xào xẻ nhà em cũng làm xào chất lượng luôn, nên các bác yên tâm khi mua hàng nhà em nhé. Đây là cần cuốn keo 12,7 dày 1 ly này các bác này. Hàng cực kỳ nặng, cực kỳ chất nhá, chứ không phải như hàng 0,8, 0,7 đâu các bác. Nói chung là tùy nơi sản xuất, nên các bác khi mua xào xẻ nhà em các bác cứ bảo đắt, thực ra đắt nó sắt ra miếng thôi các bạn, xào tiền nào của đấy thôi. Còn em nói này, 201, 304 nó không quan trọng, nó đều tuốt keo ra dễ hết. Quan trọng là do mình xử lý cần keo thôi, xử lý một lần dùng cả đời các bạn. Nên các bác khi mua hàng thì các bác không biết gì, các bác có thể là xem video của em này, hoặc là gọi điện đến em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Đấy, bác nào cần cứ liên hệ em nhé. Xin chào toàn thể các bạn, hẹn các bác video lần sau.